Tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." Đường trọn lành. Người bị hại trong vụ chặt tay cướp xe SH đã viết đơn gửi chủ tịch nước xin giảm án tử hình cho tên cướp. Trong lá đơn chị viết: "Thấy anh ta còn quá trẻ, học hành không biết nơi đến chốn, nhận thức pháp luật hạn chế. Hơn nữa, bản thân anh ta đã ăn năn về tội ác đã gây ra và còn có một đứa con nhỏ. Vì thế tôi viết đơn xin giảm án cho bị cáo này với hy vọng anh ta được tha tội chết và có cơ hội quay về làm lại cuộc đời." Dù bị kẻ thù ghen ghét, khinh bỉ, sỉ nhục, dù bị môn đệ bội phạt, bất trung, Đức Giêsu vẫn không mệt mỏi trong sự tha thứ. Lòng người chỉ có thể thương yêu. Trong đời sống của mình, người nào thực hiện được lòng bao dung không mệt mỏi, đầy tha thứ và hy sinh của Chúa, người ấy trở nên giống như Chúa và sẽ đạt được sự trọn lành đúng nghĩa. Con đường sống trọn lành không bao giờ loại trừ làm hại người khác, nhưng luôn yêu thương và thi hành những điều tốt lành cho mọi người, kể cả đối với kẻ thù nghịch với mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con hằng được Chúa thứ tha, để rồi luôn biết tha thứ. Amen.